Xin mến chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Hoàng Tấn ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Hoàng Tấn có về một số bonsai ha, lực cây nè, lắc lượng duyên dáng, đế một khối ha. Mong quý vị ủng hộ cho anh Hoàng Tấn, để em dịch khối đế nè, đặt kẹo luôn. Rồi, chào anh. Rồi, chào Tom ha. Chào cô chú chị mình trên toàn quốc ha. Em tiếp tục lên 30 phôi nên giao lưu cô chú chị mình ha. Dạ. Yeah. Này mày giáo Thủ Đức hình thức làm dẫn bao sống bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại là 0332793171 cũng là số Zalo ha. Dạ. Yeah. Ở định Chợ Gạo Tiền Giang nha cô chú anh chị. Chú anh chị xin clip thích cái nào ủng hộ cái đó ha. Mình vô cái đầu tiên cái mã số 61 nha cô chú anh chị. 61 ha. Một con heo luôn ha. Rồi, cao của nó là 42 ha. Rồi. Rồi, vị trí ngoài đây là 40 hoành nha cô chú anh chị. Khá to nè. Rồi, cái cũ ở đây là 65 ha. Rồi, sổ đây là 2 tấc 9 nha cô chú anh chị. Đây, cái mấy cái này là nó thay da nha cô chú anh chị. Nó cái này liền hết ra. Đây, đây. Sâu nó ăn nó liền da trong nha cô chú anh chị. Cái này là không sao nha. Em bào bục cho cô chú anh chị mình nha. Đó, đây bị tróc cái da đây ha. Dần chuyển cô chú anh chị. Cây này thật quá trời ơi. Cái phùm lùm lực nha cô chú anh chị. Trong này bị sâu ăn ha. Chút nữa em sẽ lấy keo vô. Da thì kéo hết trong này nha cô chú anh chị. Đó. Không có bị khô ha. Không có bị mục nha. Tham khảo kỹ góc này nha cô chú anh chị. Nó có mấy cái lỗi đó nên để giá mềm ha. Vậy cô chú anh chị mình nuôi lại nha. Rồi, 61 này em giao lưu giá 5 triệu rưỡi rồi ha. Rồi, 5 triệu rưỡi ha. 40 hoành nha cô chú anh chị. Để VIP 62. Cao là 43. Rồi 20 hoành ha. Rồi. Rồi cái nồi đế là 110 luôn cô chú chị. Quá tròn cái cực lùm lực ha. Cái cục đế thì đặt cứng luôn cô chú chị. Rồi 62 này em giao lưu giá 1 triệu rưỡi ha. Rồi 1 triệu rưỡi. VIP ha. 63. Cái dán đổ nha cô chú anh chị. Đổ rồi. Đổ là 20. Cái quanh là 17 ha. Cái đế quá sức luôn rồi. Cái nồi đế là 108 nha cô chú anh chị. Đó. Nồi đế rất khủng nha. Này lót cây dán đổ cực kỳ đẹp cô chú anh chị. Rồi. 63 này em vô lưu giá 1 triệu 2 ha. Rồi, 1 triệu 2. 64. Cao là 37. Cái hoành ngoài đây 25 hoành ha. Để khá khủng luôn cô chú chị. Hoành cũng khá là to ha. Rồi 64 này giao lưu giá 850 ha. 850. 65. Cây quái cô chú chị. Cao 50. Cái hoành là 18 ha. Đó, nguyên cái móng. Cực kỳ quái ha cái gì. Rồi 65 em vô lưu 550 ha. 550. 66. Cao là 35. Rồi 20 hoành ha. Rồi. Đây lực không cái chú chị. Rồi, 66 này em giao lưu 450 ha. 450. 67. Cao là 33. Cái hoành là 10 ha. Đó, cái đế quái ha cô chú anh chị. Mini vô xài ha. Rồi, 67 này em giao lưu 300 ha. 300. 68. Cao là 47. Rồi, cái hoành là 17 ha. Rồi 68 này em vô lưu 550 ha. Rồi 550. 69. Cây dán đổ ha cô chú chị. Đổ là 17. Quanh là 18 ha. Đó, cục đế. Rồi
69 em vô luôn 550 ha. 550. 70. Cao là 29 nha. Rồi, 18 hoành thì của chú anh chị. Độ sổ là 30 nha. Ô đi đặt luôn. Cây dáng cực một khối đế nha của chú anh chị. Rồi, 70 này em cho luôn 1,2 triệu ha. Rồi, 1,2 triệu. 71. Độ. Độ nó là 20. Đặt trên này đi, 12 hoành ha. Rồi. Cục đế nè. Đặt cứng luôn của chú anh chị. Rồi, 71 đem vô luôn 450 ha. 450. 72. Cao là 56. 16 hoành ha. Đó, để móng không ha của chú anh chị. Bảy mươi hai này như luôn giá 450 ha. 450. 73. 73. Chiều cao là 35. 17 hoành ha. Ồ, cái cục đế cứng rồi chú nhỉ. Rồi, 73 này như luôn 500 ha. 500. 74. Cao là 40. 18 hoành ha. Qua bếp được nè. Rồi 74 là 650 rồi chú anh chị. 650. 75. Cao là 10. Hoành là 14 ha. Đó, đẹp bò trời của chú chị. Rồi 75 là 250 rồi chú chị. 250. 76. Cao là 50. Rồi 20 hoành ha. Cục đế. Rồi 76 này vô lưu giá 650 ha. 650. 77. Cao là 50. Hoành là 21 ha. Độ sổ là 2 tấc 9. Một khối luôn hả chú chị. Rồi 77 này đưa lưu giá 1,2 triệu nha. Rồi 1,2 triệu. 78. Cao là 10. Rồi 15 hoành ha. Cái củ tròn do luôn của chú chị. Đó, đẹp bò chơi nha. 78 này vô luôn 350 ha. 350. 79. Cao là 35. Cái này quá quái luôn. Rồi 21 hoành ha. Rồi, 79 này 550 rồi chú anh chị. 550. 80. Cao là 28. 17 hoành ha. Mình đi bỏ gọn ha coi chú chị. Rồi, mã 80 này 300 ha. 300. 81. Cao là 50. Cái hoành là 18 ha. Cục đế nè. Rồi, 81 này mình luôn 550 ha. Rồi, 550. 82. Đổ chị, đổ là 20 ha. 16 hoành. Đó, để to là kết hàng của chú chị. 82 này 350 ha. 350. 83. Chiều cao là 60. Cái hoành là 20 ha. Độ sổ là 2 tấc 7. Rồi, 83 này vô lưu giá 1,2 triệu ha. Rồi, 1,2 triệu. 84. Siêu phẩm luôn rồi chú chị ơi. Được ha. Chiều cao là 12.
cái hoành là 19 ha, đậu xấu là 30. Đóng bo vô mình chơi là cực kỳ vip nha cô chú anh chị. Cái nồi đế quá sức ha. Rồi 84 này em giao lưu giá 1,5 triệu ha. Rồi 1,5 triệu. 85 cao là 50. Rồi 24 hoành ha. Rồi, 85 này em giao lưu giá 550 ha cô chú chị. 550. 86. 86. Cao là 66 ha. Cái hoành là 25. Bộ đế thì đặt cứng nha. Tám mươi sáu này em giao lưu giá 1,2 triệu nha. Rồi 1,2 triệu. 87 cao là 60. Rồi, cái hoành 28 hoành ha. Thân con của chú chị. Rồi 87 này em giao lưu giá 750 ha. 750. 88 cao 34. 16 hoành cục đế ha. Đó. Rồi, 88 này em giao lưu giá 750 ha. 750. 89 cao là 25. Rồi vị trí này là 26 hoành ha. Quá sức, form cây lùng lực cực kỳ đẹp hả chú chị. Rồi, 89 này giao lưu giá 1,2 triệu ha. Rồi, 1,2 triệu. 90 cao là 43. Rồi 24 hoành ha. 90 này em giao lưu giá 850 ha. Cũng là cái cuối cùng của clip ha. Rồi cuối clip mong của chú chị xem hết clip, thích cái nào ủng hộ cho em cái đó ha. Cảm ơn của chú chị rất là nhiều. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho anh Hoàng Tấn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.